Em chào 352 bác nhé. Nghĩa GP, châm lửa và châm lực như thế nào với anh, khác nhau và điểm nào và cách châm ra sao? Em chưa hiểu về lực con chim lắm vì giờ nhiều thầy quá, nhưng em thấy bác chia sẻ kinh nghiệm nó thực tế chứ mấy bác kia chia sẻ toàn chung chung. Bác chia sẻ giúp em. Vâng, thưa bác Nghĩa GP, bố của anh Vi tuyệt vời, cảm ơn bác. Cái vấn đề và cái lực và cái lửa, các bác đi hiểu thế này này. Tại sao mà các bác nuôi con chim bình thường căng lửa, đang căng lửa, có thể đi thi, và khi con chim nó bị ho phát là nó có thể dẫn tới chết ngay sau 2-3 ngày nếu như các bác không điều trị kịp thời đấy. Và có những con người, người ta nuôi con chim ở, người ta móc ở xung quanh nhà, ở dưới cái tán cây, và người ta chẳng trùm gì cả, không đem vào nhà, nhưng nó ho liên miên quanh năm, nó không chết đấy. Các bác hình dung ra cái đó là các bác sẽ suy xét ra cái lực và cái lửa nó khác nhau đấy. Cái lực là gì? Lực là cái bộ cốt của con chim nhá. Lực là bộ cốt của con chim, tức là nó hình thành sẵn có trong con chim đấy. Tức là có những con chim bác, các bác thấy thân hình nó rất là nhỏ bé nhưng nó nhảy cả ngày không bao giờ mệt mỏi, nhưng có những con chim nó to đùng đùng như thế, to dài đùng đùng thế nhưng nhảy một chút xíu là thở đấy. Rồi cũng có những con chim ra nắng, nó chịu nắng rất tốt. Nhưng cũng có nhiều con chim ra nắng phát hạ mỏ ngay, thở dốc ngay. Đấy, rồi cũng từ cái nguyên nhân thở dốc đó ra nắng chịu không nổi, sinh ra ho. Cũng có. Em chào 235 bác. 325 bác. Nhá. Đấy, vậy thì cái lực, đây là cái hình thành từ trong con chim, và đây là cái bộ cốt và cái khung hình của con chim. Nó có lực hay không? Vậy thì cái vấn đề lực hay không lực, đó là nó thể hiện giữa cái bàn chân, cặp chân của con chim. Tiếp theo đó là cặp cánh của con chim, các bác nhé. Đấy, tức là nó thể hiện hẳn ở bên ngoài luôn. Đó là cái cặp chân và cặp cánh, nó thể hiện của con chim ngay. Đấy, còn cái lửa là gì? Các bác hiểu lửa là gì? Lửa là một cái năng lượng các bác chăm sóc, trau dồi con chim đều tay, dinh dưỡng hàng ngày để con chim tích tụ ăn trong quá trình ăn uống, sau đó tiêu hóa và chuyển hóa thành năng lượng, tích tụ lại cho con người. Đó chính xác là cái lửa, các bác nhá. Đấy, vậy thì cái dòng tròng màu đó là một dòng chim đấu, thì khi cái năng lượng nó đầy đủ, khi năng lượng dư thừa thì khi đó là nó căng lửa. Các bác hiểu cái lửa chưa? Đấy, tức là khi năng lượng trong con người ăn uống tích tụ lại, các bác chăm sóc đầy đủ và đầy đủ các chất dinh dưỡng, nó sẽ tích tụ lại trong con người đó, và con chim nó bắt buộc nó phải đấu, nó đấu được thì đó chính xác là lửa. Và khi cái năng lượng nó dư thừa, các bác chăm sóc tốt, thấy chưa? Thì khi đó nó sẽ kết hợp với bộ khung của con chim, cái lực đảm bảo các bác đấu 3 tiếng khỏe re. Đấy, bởi vì tại làm sao mà các bác khi đi thi về hay là khi đi đấu dàn về, chơi cà phê về, các bác phải nuôi lại. Tại vì trong quá trình thi đó nó phải mệt mỏi. Tại vì sao? Nó mệt mỏi gì? Tức là nó mất phần năng lượng của nó. Đây này em chia sẻ rất là khoa học và nhiệt tình cho các bác hiểu. Đấy, nó mất phần năng lượng của nó. Thì trong quá trình khi các bác đi thi về hay là đi dọn dãi về, con chim lại phải ăn uống vào, lại phải tiếp tục nạp năng lượng vào để cho nó căng lửa lên. Tức là nó nạp năng lượng, đúng không ạ? Nó tích tụ lại tiếp để lần sau đấu tiếp. Các bác hiểu về lửa chưa? Đấy, chứ không phải là các bác hiểu cái lực và cái lửa nó đối lập nhau nó như vậy, chứ không phải là nó giống nhau đâu. Chim gãi rỉa khắc phục thế nào bạn? Và những con chim mà gãi rỉa, nó có nhiều cái rỉa. Những con chim mà thua nước, không có tố chất ra dàn ăn với gã rỉa thì cái này là không có cách chữa, bác pin xe cô nhé. Còn những con mà đang đấu mà xỉa ngang, tức là nó xỉa bất thình lình ấy, thì các bác có thể dùng nước tắm Nhất Hoàng. Hiện tại nhà em đang dùng nước tắm Nhất Hoàng. Bác nào khu vực mà mua được thì các bác mua, còn nếu không được thì các bác nói em gửi cho nhé. 50.000 một chai, rất là rẻ. Anh Trâm hỏi chim em bị nửa bữa giờ không thấy vút đuôi, sao hôm nay lại vút đuôi? Thứ nhất là con chim vút đuôi ấy, là các bác nuôi nó có lửa. Bên cạnh đó là những con chim nó thông thường, là những con chim nó non tuổi rừng. Đấy, và đặc biệt những con nó rất là hung. Đấy, các bác những con chim nó thì bác nên nuôi những lồng rộng, ví dụ như lồng dưỡng 60 ấy, hoặc là các bác đừng có trùm nó là tốt nhất. Bác lách thảo nhé. Bác cho em hỏi, em ghép đẻ một đôi được hơn 2 tuần rồi mà không thấy ngủ chung, có phải là không hợp nhau không? Hay đúng chính xác bác Quan Nguyễn nhé. Tại vì thông thường á, các bác phải hiểu thế này, không phải là con mái nào nó cũng chịu với con chim trống đâu. Mà đặc biệt khi một con chim mái nó có lửa ấy, là con chim trống nó rất là sợ. Có nhiều con chim mái nó cắn chết chim trống đấy, rất là bình thường các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác muốn thả con chim nào vào á, các bác phải theo dõi nó từ 1-2 ngày, con mái nó có chịu không đã, bác nhé.
anh chia sẻ em cách bị chim bị trúng gió chứ phải làm sao khỏi. Nếu con bị trúng gió ấy, tùy vào mức độ, tùy mức độ nặng hay là nhẹ. Nếu mà con chim bị nhẹ thì nó cũng rất đơn giản, nó chẳng có gì là khó cả. Các bác cứ nhỏ dầu và cho uống thuốc ho để hỗ trợ hô hấp cho nó. Tại vì những con bị trúng gió ấy, là thông thường nó sẽ bị suy hô hấp. Đấy, nó bị suy hô hấp và nó xù lông, sau đó nó chuyển qua ho. Đấy, cho nên là những con bị nhẹ thì các bác cứ cho nhỏ dầu và cho uống thuốc ho là từ từ nó hết. Còn những con bị nặng mà kiểu rớt bố ấy, bị nặng mà kiểu rớt bố thì các bác tốt nhất là các bác phải có cái chậu miên. Còn nếu không có thì các bác phải dùng dầu tràm hoặc là dầu khuynh diệp mà cũng được, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái dầu miên các bác nhé. Anh em nào mà có người thân hoặc người quen ở bên Mỹ ấy, bảo họ mua cho một vài chai nhé. Còn nếu mà các bác không mua được mà các bác muốn dùng thì các bác cứ bảo em gửi cho. Cái chai đấy là nhập về tới đây là 250.000 một chai, 250.000 một chai. Đấy, các bác dùng cái dầu miên đó, các bác nếu như con chim rớt bố, các bác xoa vào cái đũa và các bác ăn cơm ấy. Các bác xoa vào cái chiếc đũa đấy, các bác thọc vào bàn chân cho nó quắp lại để cho nó ấm bàn chân và nó giãn cơ ra. Tại vì thông thường khi con chim mà trúng gió và rớt bố ấy là nó bị rút cơ. Thông thường các bác thấy rút cơ không? Nó không có quắp được nữa, nó không đậu cầu được. Đấy, cho nên các bác phải thọc cái chiếc đũa mà xoa dầu vào để cho nó vào ga mà chân để cho ấm và nó giữa cơ ra. Đấy, sau đó khi con chim mà các bác bị liên tục, sau đó các bác nhỏ dầu xung quanh cho nó ấm người lại khoảng một chập sau là nó sẽ lên cầu, nó đứng được. Nhưng các bác không nên vội cho nó ăn chuối và cám, tuyệt đối không nên. Các bác ra tiệm thuốc tây, các bác mua cho em cái viên xê sủi ấy, cái viên mà các bà bầu người ta hay dùng để uống để kích thích năng lượng ấy. Đấy, cái loại đó nó rẻ lắm, có 35.000 một hộp thôi. Các bác về các bác bẻ một xíu ra, sau đó cộng với một viên vitamin B1, cái loại vitamin B1 mà 15.000 một hũ đấy, mà cái loại hũ đó là một hũ nó là 50 viên đấy, 15.000 một hộp, mà các nhà cây cảnh người ta hay dùng để người ta tưới gốc cây ấy, bỏ vào một viên cho em, sau đó các bác cho nó uống mừng một ngày các bác nhé. Cho uống mừng một ngày như vậy để con chim nó nạp năng lượng nhanh lại, cho nó khỏe nhanh lại. Đấy, sau đó là các bác sang ngày hôm sau các bác pha một ít nước ấm, bỏ ít mật ong vào cho nó uống, và bắt đầu lúc đấy các bác mới cho ăn cám và ăn chuối lại, ăn trái cây lại các bác nhé. Chứ còn khi con chim nó mới bị trúng gió, nó còn yếu, các bác tuyệt đối không được cho ăn chuối và cám, nó không ăn được. Có nhiều con chim nó đói, nó đang đói mà nó nổ mổ miếng chuối to quá, nó nghẹn chết ngay các bác nhé. Và bên cạnh đó tuyệt đối các bác không nên bắt chim khi chim rớt bố, các bác tuyệt đối không nên bắt chim. À, đây là cái cách để các mình chống cứu cho con chim trúng gió sống trở lại các bác nhé. Đấy, nhưng mà trong thời gian con chim bị trúng gió, mà thông thường mà bị trúng gió rớt bố ấy, thì nó sẽ không bao giờ nó ôm lông lại được nữa. Các bác phải thay mùa lông nó mới ôm lại được, chứ còn nó khi mà nó khỏe lại hoặc nó có lửa lại, nó vẫn xù lông như thế, nó không ôm xiết lông được. À, bác Lê Lương Bằng nhé. Chim mình trùm lồng suốt có bị sao không? Nên bác không nên trùm lồng nhiều, bác Công Phạm nhé. Thứ nhất á, là con cho bác trùm lồng nhiều, con chim nó dễ sinh đặt lỗi, cắn đuôi, ngoái ngửa. Thứ hai nữa là con chim nó bị stress. Đấy, nó bị stress thì con chim nó sẽ chơi lửa ảo, đặc biệt là trong quá trình thi đấu nó rất là hay vũ mình, đấu lửa không đạt bác nhé. Văn Khánh, em ơi cho anh hỏi chim căng lửa bao lâu thì cho đi thấu được? Vâng, thông thường một con chim mà nó đang căng lửa ổn định ấy, nếu như đi giật giải cà phê thì một tuần bác đi một lần, đó là ổn định nhất, con chim nó ok nhất. Còn nếu như bác đi thi thì hai tuần bác đi một lần là ok bác nhé. Chim bị đi ngoài làm sao vậy anh? À, bác nên dùng cái đọt lá ổi hoặc là đọt cây cộng sản đấy. Bác lấy khoảng 7-8 đọt, bác giã ra, bác vắt lấy cốt nước cốt, sau đó bác pha một ít ấm cho nó uống và siêng làm vào buổi sáng và cho uống trong ngày. Sang ngày hôm sau bác làm cái mới, tầm 4-5 ngày là ok. Bác Minh Phúc nhá. Cũng có con nó hợp với cái quả mồng tơi ấy, mồng tơi mình ăn canh ấy. Lấy nước quả mồng tơi bác giã ra, bác lấy nước cốt cho nó uống cũng được. Bác Minh Phúc nhá. Em nuôi chim thì em cứ chữa theo cái cách tự nhiên, đúng ngoài rừng và hiểu theo con chim, theo nguyên lý của nó. Chứ em không bất cứ em không dùng bất cứ một kích thích cái gì cả. Ăn cám mà đi phân hôi, nó bị con chim nó không hợp cám đấy, đặc biệt hệ tiêu hóa nó không ổn bác nhá. Nó ăn cám đó nó rất là hôi. Không cho ăn chân sâu bác Lê Hải nhá. Chào mà không nên cho ăn sâu. Chim em đánh tới tốp là nó rụ mình một cái, trận nào cũng vậy. Vâng, con chim nó rụ mình thì nó có nhiều nguyên nhân. Những con chim mà khi đó tới nó rụ mình ấy, thông thường là con chim nó đã đuối lực rồi. Tức là lực nó đã suy giảm thì nó rụ mình lại. Đấy, rồi cũng có con chim nó đấu nhiệt quá, nó đứng lại nó dụ mình để nó sắp bộ lông lại cũng bình thường. Cái này nó không làm cái gì cả, nó chỉ là cái điểm trừ thôi. Nhưng mà đấu tốt thì chả ai hạ cả nhé. Lê Minh Hùng Lê, anh cho hỏi chim em hay bị gãy lông đuôi. Vâng, bác nuôi bộ lông yếu quá nó giòn. Bác Lê Minh Hùng Lê nhé. Bộ lông yếu quá, đặc biệt là bộ cám, cái cám nó có thể thông thường là chờ cám cắm kích ấy. Không được tốt. Có thể là như thế. Nhưng mà thông thường là trong quá trình chăm lông, bác chăm lông bộ lông nó quá yếu.